kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Thưa quý vị, năm 2018, ngành thép Việt Nam có một năm xuất khẩu bội thu khi giá trị xuất khẩu chỉ tính riêng sắt thép các loại đã tăng thêm gần 1,5 tỷ đô la Mỹ so với năm 2017. Trong 3 tháng đầu năm nay thì tình hình xuất khẩu cũng ghi nhận những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, giá quặng sắt trên thị trường quốc tế tuần vừa qua đã có những biến động mạnh. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, quặng sắt 62% FE kỳ hạn tháng 5 năm 2019 trên sàn Singapore tuần trước giảm 5,25% xuống mức 2.066.925 đồng một tấn, đánh dấu mức giảm một tuần mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2018. Nguyên nhân là do nguồn cung từ Úc và Brazil tăng. Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung còn tiếp diễn, khiến cho tâm lý của giới đầu tư lo ngại. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, thì giá thép trong nước đang ở mức khoảng 12,5 đến 12,6 triệu đồng một tấn. Trong 3 tháng đầu năm, thì kim ngạch xuất khẩu thép 1,11 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.